Hi, xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn mô hình WWE Ronda Rousey Elite 77. Mô hình này mình đã quy hoạch và đã trưng bày trong tủ kính. Hôm nay mình mới có dịp giới thiệu đến tất cả các bạn. Mô hình WWE Ronda Rousey Elite 77 gồm có mô hình Ronda Rousey, một đai WWE Raw Women's Champion, một váy entrance đặc trưng của Ronda Rousey và hai bàn tay rời. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu chi tiết mô hình nhé. Ronda Rousey là một trong những WWE Superstar rất được các fan hâm mộ yêu mến, và Ronda Rousey hiện đã một lần WWE Raw Women's Champion và nhiều danh hiệu khác. Và Ronda Rousey ngoài là WWE Superstar còn là một võ sĩ MMA nổi tiếng, và Ronda Rousey cũng từng thi đấu tại UFC và từng giữ đai vô địch hạng cân bantamweight nữ của UFC. Và Ronda Rousey hiện là UFC Hall of Fame được đề cử vào năm 2018, và Ronda Rousey là võ sĩ nữ đầu tiên được đề cử vào UFC Hall of Fame. Một thành tích rất ấn tượng của Ronda Rousey. Mô hình WWE Ronda Rousey Elite 77 được thực hiện dựa trên trang phục của Ronda Rousey thi đấu ở sự kiện WWE SummerSlam 2018. Trở lại với mô hình, trước tiên chúng ta sẽ đến với hai bàn tay rời của Ronda Rousey. Hai bàn tay rời của Ronda Rousey được thiết kế với kiểu dáng găng tay đặc trưng của Ronda Rousey. Phần găng tay của Ronda Rousey được thiết kế với tông màu đen, màu xanh lá và màu cam. Đây các bạn. Và đây, rất đẹp và chi tiết. Ở bàn tay bên trái được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại. Đây các bạn. Và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay nắm lại. Đây các bạn. Hai bàn tay rời này chúng ta có thể thay đổi để gắn vào hai bàn tay hiện tại của mô hình Ronda Rousey. Đây các bạn. Và đây. Hai bàn tay rời được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đai WWE Raw Women's Champion của Ronda Rousey. Đây là đai WWE Raw Women's Champion. Chiếc đai danh giá này Ronda Rousey đạt được sau khi giành chiến thắng trước Alexa Bliss trong trận tranh đai WWE Raw Women's Champion ở sự kiện WWE SummerSlam 2018. Đai được thiết kế với dây đeo màu trắng. Ở bề mặt giữa của đai, chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế với tông màu bạc, màu đỏ trên nền màu đỏ. Rất đẹp và chi tiết để các bạn. Phía dưới được thiết kế với tông màu đen. Phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu vàng, rất đẹp để các bạn. Và phần đường viền ngoài của bề mặt giữa được thiết kế với tông màu bạc và màu vàng, được thiết kế rất đẹp và chi tiết để các bạn. Ở bề mặt nhỏ bên phải của đai, chúng ta sẽ thấy có thiết kế logo WWE được thiết kế nổi
với tông màu vàng đây các bạn. Và phần đường viền ngoài được thiết kế hình tròn với tông màu vàng và được thiết kế nổi rất đẹp và chi tiết. Và ở bề mặt nhỏ bên trái của đai cũng được thiết kế tương tự đây các bạn, được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đai WWE Raw Women's Champion được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với váy entrance đặc trưng của Ronda Rousey. Váy entrance đặc trưng của Ronda Rousey chúng ta có thể cởi ra rất là dễ dàng từ phía sau. Đây các bạn. Váy entrance đặc trưng của Ronda Rousey được thiết kế với kiểu dáng phong cách thể thao. Ở mặt trước được thiết kế với tông màu sọc caro với các tông màu đỏ, đen và trắng. Đây các bạn. Và đây rất đẹp và chi tiết. Và phần phụ kiện đính kèm được thiết kế với tông màu đen và màu bạc. Đây các bạn. Và đây. Và đây. Và đây. Rất đẹp và chi tiết. Mặt sau váy cũng được thiết kế với tông màu sọc caro với các tông màu đen, đỏ và trắng để các bạn, rất đẹp và chi tiết. Váy entrance là phụ kiện đặc trưng của Ronda Rousey mỗi khi xuất hiện trên sàn đấu. Váy entrance của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mô hình Ronda Rousey. Mô hình Ronda Rousey được thiết kế với ngoại hình rất đẹp. Chúng ta có thể thấy ngoại hình của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp ở mặt trước. Và mặt sau được thiết kế rất chi tiết. Mô hình Ronda Rousey được thiết kế với khuôn mặt rất đẹp, chi tiết và rất đúng biểu cảm của Ronda Rousey. Váy mái tóc được thiết kế để dài với tông màu nâu và được cột lại phía sau. Đây các bạn. Ở hai bên tóc, đây các bạn. Và đây, được thiết kế với kiểu dáng thắt bím. Rất đẹp và đặc trưng của Ronda Rousey, đây các bạn. Và đây, mái tóc của Ronda Rousey được thiết kế rất chi tiết và đặc trưng của Ronda Rousey, đây các bạn. Và đây. Và đây, mái tóc của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Phần trang điểm và face paint của Ronda Rousey cũng được thiết kế rất đẹp và chi tiết đây các bạn. Head scan rất đẹp của Ronda Rousey và đây cũng là new head scan của Ronda Rousey. Trang phục của Ronda Rousey được thiết kế với tông màu đen làm chủ đạo. Hai bàn tay của Ronda Rousey được thiết kế là kiểu dáng găng tay. Ở bàn tay bên trái, phần găng tay được thiết kế với tông màu đen, màu xanh lá và màu cam đây các bạn. Và bàn tay bên phải, phần găng tay được thiết kế với tông màu đen, màu xanh lá và màu cam đây các bạn, rất chi tiết. Phần đai cố định găng tay ở bàn tay bên phải được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các ruộng sọc với tông màu xanh lá đây các bạn. Và phần đai cố định găng tay ở bàn tay bên trái cũng được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các đường sọc với tông màu xanh lá. Đây các bạn, rất đẹp và chi tiết. Hai bàn tay của Ronda Rousey, bàn tay bên trái được thiết kế là dạng bàn tay mở với biên độ hẹp. Đây các bạn.
và bàn tay bên phải được thiết kế là kiểu dáng bàn tay mở với biên độ hẹp để các bạn, rất đẹp và chi tiết. Áo của Ronda Rousey, áo mặt trước được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen, thể hiện phần đường viền của áo để các bạn. Và đây, rất đẹp. Kèm theo đó là có thiết kế dòng chữ Rowdy được thiết kế với tông màu vàng, màu đỏ và phần đường viền ngoài được thiết kế với tông màu đỏ. Đây các bạn, rất đẹp và chi tiết. Rowdy là biểu tượng đặc trưng của Ronda Rousey. Mặt sau áo được thiết kế với tông màu đen và có thiết kế các chi tiết nổi với tông màu đen. Đây các bạn, thể hiện phần đường viền của áo. Đây các bạn, và đây, rất đẹp. Áo của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Quần của Ronda Rousey được thiết kế là kiểu dáng quần ngắn thể thao, ở mặt trước được thiết kế với tông màu đen. Ở bên hông phải của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế 3 đường sọc được thiết kế với tông màu xanh lá và màu cam. Đây các bạn, 3 đường sọc này được thiết kế dạng chéo, rất đẹp và chi tiết. Và bên hông trái của quần chúng ta sẽ thấy có thiết kế dòng chữ Rousey, là tên của WWE Superstar Ronda Rousey, được thiết kế với tông màu trắng. Kèm theo đó là có thiết kế 3 đường sọc dạng chéo được thiết kế với tông màu xanh lá và màu cam. Đây các bạn, mặt sau quần được thiết kế với tông màu đen. Quần của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Giày của Ronda Rousey được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, dây dài được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, và đây, và đế dài được thiết kế với tông màu đen. Đây các bạn, và đây, giày của Ronda Rousey được thiết kế rất đẹp và chi tiết. Đây là mặt sau của mô hình. Về phần khớp của mô hình, trước tiên chúng ta có khớp đầu. Khớp đầu chúng ta có thể xoay phải, xoay trái, lên xuống rất là dễ dàng. Khớp tay chúng ta có thể dang ngang. Để xuống. Để xuống. Để lên. Để lên. Xoay. Xoay. Bắp tay chúng ta có thể xoay được. Bàn tay chúng ta có thể xoay được. Hai bàn tay này chúng ta có thể thay đổi với hai bàn tay rời, được thiết kế dạng căng tay của Ronda Rousey. Đây các bạn, và đây, khớp hông chúng ta có thể xoay được. Khớp bụng chúng ta có thể gập xuống để lên. Khớp chân chúng ta có thể dang ngang để xuống. Để xuống. Để lên phía trước. Để lên phía trước. Để xuống. Để xuống. Xoay. Xoay. Khớp gối chúng ta có thể bẻ cong lại. Bàn chân chúng ta có thể xoay được và duỗi thẳng ra.
Ronda Rousey là một trong những WWE Superstar mà mình rất yêu thích. Một mẫu hình rất đẹp của Rowdy Ronda Rousey. Như vậy là mình đã giới thiệu xong về mẫu hình WWE Ronda Rousey Elite 77. Mình xin kết thúc video tại đây. Hy vọng các bạn sẽ thích video này. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.